Matter Game phần 4, lần này mình sẽ đổi Bác Cơ Dương phòng khách nhé, tại vì Bác Cơ Dương kia mất kê tìm, được nên mình đổi. Các con về đi cũng đã muộn rồi. Ok mẹ. Tụi con đã về rồi đây. Đường xa vậy sao mẹ kê dịch, chuyển tôi con đi cho lẹ, tại mẹ thích ha ha. Mẹ kỳ cục quá. Mẹ cho con ăn được không con đỏ lắm rồi. Không nha, con làm ơn đấy cho con ăn đi, không là không. Con thật phiền phức, chết đi. Oh my god. Ai mà không nghe lời mẹ thì sẽ có kết cục giống bạn đó đấy. Dạ mẹ. Dạ mẹ. Nhân hơi đói nhỉ nhân. Mẹ ơi cho con ăn bún đậu, mắm tôm nhé. Con cũng muốn. Cả hai đều được nhưng bạn áo. Hồng thì được ít hơn nhé. Dạ mẹ. Ăn từ từ thôi thử quá. Ăn xong rồi con muốn dừng trò. Chơi này nó đã kéo dài quá lâu rồi. Thôi được rồi con yêu. Mẹ sẽ giết một người và người. Bị giết sẽ thua và người chiến. Thắng mẹ sẽ có câu trả lời tại. Sao lại thắng? Ok mẹ. Tại sao mẹ lại chọn con? Bởi vì mẹ đã có kết quả từ trước rồi. Nhưng tại sao con lại thấy mẹ cưng chiều cơ lê hại hơn con? Bởi vì mẹ chỉ muốn cuộc chơi này kết thúc nhanh hơn vì các cơ lê khác đều muốn giống. Có lê hai nên mẹ đã chọn đại, một người để cưng chiều. Và đây là phần thưởng của người chiến thắng. Con cảm ơn mẹ rất nhiều ạ. À.